Mới đây, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét trình cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021. Theo Bộ Tài chính, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2021 đạt 47,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 56,33%. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy hoàn thành sớm các công trình triển khai tại các bộ, địa phương chịu ít ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đồng thời chủ động rà soát các dự án có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn dưới 60% để kịp thời có phương án điều chỉnh vốn cho các dự án khác cần vốn và có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ đã trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có đầu tư mới 2 đoạn đường sắt. Đến năm 2050, ngành sẽ hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tiếp tục đầu tư hoàn thành các tuyến đường sắt mới tại khu đầu mối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế. Dự kiến có 18 tuyến đường sắt được quy hoạch mới đến năm 2050. Tổng nhu cầu vốn phát triển cho kết cấu hạ tầng đường sắt đến năm 2030 vào khoảng 240.000 tỷ đồng được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong dự thảo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về dự án tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông được các báo đăng tải, Bộ Giao thông Vận tải một lần nữa nêu rõ nguyên nhân dự án chậm tiến độ đội vốn và sau đây là thông tin chi tiết. Giải phóng mặt bằng chậm, quy định của Việt Nam về hình thức hợp đồng EPC, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công chưa rõ ràng, có nhiều khác biệt với thông lệ quốc tế nên hợp đồng EPC ký kết ban đầu chưa hoàn chỉnh, thiếu chặt chẽ. Bên cạnh đó, Việt Nam chưa lường hết các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ. Các đơn vị tư vấn tham gia lập, thẩm tra dự án chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn đến thiết kế cơ sở ban đầu sơ sài, chưa lường hết được quy mô, tính chất, công năng và phải điều chỉnh tại bước thiết kế kỹ thuật. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, vướng mắc chủ yếu của dự án hiện nay là công tác thanh toán và việc thực hiện ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành quyết định số 1188 về việc thành lập tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng về tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trực tiếp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị giữ nhiệm vụ tổ trưởng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh là tổ phó thường trực tổ công tác. Đặc biệt, tổ công tác rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra giấy phép con làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Theo Bộ Xây dựng, 9 tháng đầu năm nay, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã tăng, cụ thể 5.400 doanh nghiệp mới ra đời, vốn vẫn giảm, vốn đăng ký là 343.000 tỷ đồng. 8 tháng đầu năm, toàn doanh nghiệp Việt Nam phát hành 399.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp bất động sản là 108.000 tỷ đồng, chiếm 35% lượng tiền trái phiếu phát hành. Một kênh đầu tư tiếp theo là cổ phiếu, thị trường chứng khoán có 81 doanh nghiệp bất động sản. Đây là con số thống kê ngoài sức tưởng tượng đối với giới đầu tư trong mọi lĩnh vực khi thời điểm dịch bệnh diễn ra phức tạp, ngăn chặn gần như mọi giao dịch trên toàn quốc. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, quy hoạch sử dụng đất đô thị đến năm 2030 là 2,95 triệu hectare, tăng 925,78 nghìn hectare. Trong khi đó, đất nông nghiệp giảm 251,22 nghìn hectare so với năm 2020. Đối với đất phi nông nghiệp, đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 3,93 triệu hectare. Để đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, công nghiệp hóa, đô thị hóa, đảm bảo quốc phòng an ninh và phát triển văn hóa xã hội, quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 4,90 triệu ha, tăng 965,37 nghìn ha so với năm 2020. Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2021-2025, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết sẽ được tính toán phân kỳ trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, các kịch bản tăng trưởng kinh tế có tính đến độ trễ do tác động của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu. Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, mặc dù thị trường bất động sản ghi nhận sự trầm lắng trong quý 3 năm 2021, các dự án phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn cho thấy những dấu hiệu khả quan. Lượng sản phẩm đang chào bán trên thị trường trong quý 3 đạt 7.206 sản phẩm, giao dịch đạt 2.280 sản phẩm, tương đương tỷ lệ hấp thụ là 31,6%. Một số tỉnh, thành phố ghi nhận có sản phẩm chào bán gồm Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận. Trong đó, Quảng Ninh là khu vực có tỷ lệ hấp thụ tốt nhất.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội đều chậm so với dự kiến, tăng tổng mức đầu tư và đến nay chưa có dự án nào được đưa vào khai thác. Tính đến năm 2021 thì nguồn lực đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội là 34.437 tỷ đồng để thực hiện đầu tư đối với 4 dự án. Giai đoạn từ nay đến năm 2026, Hà Nội dự kiến tiếp tục xây dựng tiếp tuyến số 3 đoạn ga Hà Nội Hoàng Mai với chiều dài 12,5 km, trong đó đường đi trên cao là 8,5 km. Và đi ngầm là 4 km. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình số 9416 vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay có rất nhiều chung cư cũ có diện tích dưới 1.000 m2 không kêu gọi được nhà đầu tư do quy mô xây dựng mới không đủ lớn để nhà đầu tư có thể bố trí tái định cư cho các hộ dân và thu hồi vốn, không đảm bảo hiệu quả kinh tế khi xây dựng lại nhà chung cư. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch đầu tư công đảm bảo nguồn vốn 500 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa chung cư xây dựng trước năm 1975. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành quy định mới về việc điều kiện tách thửa hợp đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Theo quy định mới, đối với thửa đất trong đô thị thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt đối với thửa đất ngoài đô thị cũng gần tương tự như trên. Về điều kiện hợp thửa, việc hợp thửa phải cùng nhóm đất. Trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất để hình thành một hay nhiều thửa đất mới thì các thửa đất mới phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 của quyết định này. Tiếp theo chương trình là một số thông tin bất động sản đáng chú ý khác, kính mời quý vị cùng theo dõi. Báo cáo thị trường nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh công bố đầu tháng 10 của Savo Việt Nam cho thấy giá chào bán căn hộ trên thị trường thứ cấp tăng 10% theo quý tại 11 quận huyện. Trong đó, huyện Nhà Bè có mức tăng giá bán nhà chung cư thứ cấp cao nhất thành phố, đạt 10% theo quý và 12% theo năm. Căn hộ nội đô vẫn giữ được sức hút với nhà đầu tư, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dòng căn hộ nội đô tiếp tục được nhà đầu tư xem là kênh giữ tiền trong bối cảnh bình thường mới. Khả năng khai thác dòng tiền, tính thanh khoản và tốc độ chuyển nhượng đều ở mức cao trong thị trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, chú trọng việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích việc xây dựng nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, giãn dân tại các khu vực có điều kiện sống không đảm bảo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc các dự án trọng điểm của thành phố. Theo Savo Việt Nam, dù giãn cách nghiêm ngặt và kéo dài tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng nguồn cung mặt bằng bán lẻ vẫn duy trì ổn định theo quý và tăng 1% theo năm. Tổng diện tích đạt hơn 1,5 triệu m2 sau khi một dự án trung tâm thương mại và dự án khối đế tham gia vào thị trường. CBRE cũng dự báo thị trường sẽ có thêm 200.000 m2 diện tích bán lẻ từ đây cho đến năm 2024 trên toàn thành phố. Trong ngắn hạn, các ngành nghề như ăn uống, chuỗi cà phê, siêu thị tiện lợi, sức khỏe và sắc đẹp hoặc thời trang thể thao sẽ tiếp tục được mở rộng ở mô hình nhà phố thương mại cũng như thị trường tỉnh do ngày khai trương của các trung tâm thương mại mới bị lùi lại.